Đội tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị kỹ cho AFF Cup. Để chuẩn bị cho giải đấu vô địch Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm nay, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn quan trọng vào tháng 11 tới tại Hàn Quốc. Tuyển Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam đã khép lại loạt trận trong giai đoạn FIFA Day tháng 10 năm 2024 bằng trận đấu hòa 1-1 trước Ấn Độ. Trước đó, thầy trò ông Kim Sang-sik cũng giành được thắng lợi 3-2 trong trận đấu tập nội bộ với câu lạc bộ Nam Định. Sau ngày 12 tháng 10, các cầu thủ sẽ quay trở lại với câu lạc bộ để tiếp tục tham dự các giải đấu quốc nội. Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2024 chính là AFF Cup. Giải đấu diễn ra từ ngày 8 tháng 12. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, đoàn quân dưới quyền của ông Kim Sang-sik dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 21 tháng 11 sau khi vòng 9 của V-League khép lại. Một điểm đáng chú ý là đội sẽ không tham gia các trận đấu giao hữu trong kỳ FIFA Day tháng 11 từ 11 đến ngày 19 tháng 11. Mà thay vào đó, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc. Quyết định bỏ qua FIFA Day tháng 11 xuất phát từ việc đội tuyển Việt Nam khó có thể tìm được một đối thủ giao hữu chất lượng vào thời điểm này. Việc sang Hàn Quốc tập huấn sẽ giúp đội tuyển tận dụng thời gian hiệu quả hơn, đồng thời chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật và thể lực cho AFF Cup 2024. Theo như kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Đội sẽ bắt đầu chiến dịch AFF Cup 2024 bằng trận đấu trên sân khách gặp Lào ngày 24 tháng 11. Sau đó, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ trở về với sân nhà tiếp đón Indonesia vào ngày 30 tháng 11. Tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Philippines vào ngày 3 tháng 12 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu trên sân nhà với Myanmar vào ngày 7 tháng 12. Ván cờ mù của ông Kim Sang-sik. Đã tròn 6 tháng huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang đi trên một hành trình bất định cùng với đội tuyển Việt Nam. Sẽ không công bằng nếu như đánh giá chất lượng công việc vốn hàm chứa nhiều mồ hôi và nước mắt, chất xám và nỗ lực của ông Kim Sang-sik cùng với đội tuyển Việt Nam trong 6 tháng vừa rồi chỉ thông qua một trận đấu. Tuy nhiên, làm bóng đá dù cần quá trình nhưng kết quả mới là biểu hiện rõ ràng nhất cho sức khỏe của một đội bóng. Trong 6 tháng qua, đội tuyển Việt Nam thắng 1 và thua 3 ở các trận đấu quốc tế dưới thời của ông Kim. Thất bại trước Iraq với tỷ số 1-3 và Nga với tỷ số 0-3 có thể chấp nhận được bởi vì đối thủ mạnh vượt trội. Trận thua 1-2 trước Thái Lan đã gây thất vọng, song cũng chưa đến mức thảm họa. Bởi vì trong 5 năm đỉnh cao dưới thời của ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng chưa bao giờ thắng Thái Lan ở giải đấu chính thức. Bởi vậy mà trận đấu gặp đối thủ kém 10 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA như Ấn Độ là một đáp án chuẩn nhất cho câu hỏi đội tuyển Việt Nam mạnh đến đâu. Kết quả hòa 1-1 ở sân Thiên Trường đã cho thấy được câu trả lời. Đội bóng của ông Kim Sang-sik hiện tại chỉ tương đồng đẳng cấp với những đội loanh quanh thứ hạng 120 đến 130. Tại Đông Nam Á, chúng ta để thua Thái Lan và Indonesia. Kịch bản này có quen thuộc hay không? Chắc chắn là có. Đội tuyển Việt Nam đang trôi về những ngày tháng trước khi mà ông Park Hang-seo xuất hiện. Đó là thời kỳ đen tối của 2011 đến 2017 mà có lẽ không người hâm mộ nào muốn nhớ đến cả. Thông cảm cho huấn luyện viên Kim. Số ghế trống trên các khán đài ngày một nhiều, ngay cả ở chảo lửa nóng bỏng nhất Việt Nam như sân Thiên Trường. Giữa chuyên môn lại thấy rằng người hâm mộ, thấy ông Kim Sang-sik đương nhiên cũng thấy. Trong lần huấn luyện đầu tiên ở nước ngoài, ông Kim gật đầu, cộng tác với một đội tuyển đang trong giai đoạn đi xuống. Đó là lựa chọn dũng cảm, có thể với niềm tin mơ hồ. Xuống rồi thì cũng phải lên. Gần tương tự như bối cảnh đội tuyển Việt Nam khi ông Park Hang-seo tiếp quản. Ông Kim Sang-sik đã rất nỗ lực xếp một ván cờ mới với những con người mà ông có. Trả lời phỏng vấn báo chí, nhiều tuyển thủ còn khẳng định những nhãn dán tương đối giống nhau khi mà được hỏi về phương pháp huấn luyện của ông thầy người Hàn Quốc. Tạo bầu không khí thoải mái, khích lệ cầu thủ phát triển bản thân, chủ yếu tập trung vào tâm lý và động lực. Mảng miếng chiến thuật đã có, nhưng để định hình triết lý thì chưa. Với thời gian huấn luyện rất ngắn, chỉ khoảng 10 ngày ở mỗi đợt tập trung, tổng là 3 đợt từ tháng 6 đến nay. Đòi hỏi ông Kim cần phải có một dấu ấn là điều bất khả thi. Trên thế giới, các đội tuyển quốc gia có hai cách làm phổ biến: định hình bằng triết lý và định hình bằng con người. Trường phái triết lý có Tây Ban Nha, Đức, Brazil nổi trội nhất. Hay ở châu Á có Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran. Là những đội tuyển mà chỉ cần nghe tên thôi, người ta cũng có thể mường tượng ra phong cách chơi bóng, thậm chí là cả văn hóa bóng đá ở các nước này. Rất dễ để có thể nhìn thấy điểm chung của Nhật Bản hay là Tây Ban Nha, sở hữu một văn hóa bóng đá xuyên suốt ở hệ thống các câu lạc bộ cũng như là tuyển trẻ. Một cầu thủ được đào tạo từ nhỏ trong môi trường bóng đá có triết lý cụ thể, sau đó trưởng thành ở những đội bóng có xu hướng chơi như vậy sẽ dễ thấm nhuần văn hóa. Họ có kỹ chiến thuật cơ bản,
Cùng với đó là một nền tảng thể lực, sức vóc đặc trưng để mà theo đuổi triết lý nền bóng đá đã được định hình sẵn. Thế cơ tản. Để có một triết lý, không thể trông chờ ở mỗi huấn luyện viên trưởng đội tuyển, mà là còn rất nhiều vốn liếng và nền tảng từ nội lực nền bóng đá. Cũng bởi như vậy, huấn luyện viên Philippe Chuse đã thất bại. Ông muốn tạo nên một cuộc canh mạng chơi bóng, nhưng thiếu những yếu tố căn bản cần thiết để mà thành công. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chọn cách tiếp cận khác, đó là định hình bằng con người. Đây là trường phái được phần lớn các đội tuyển trên thế giới chọn lựa. Tức là có gì dùng nấy. Phát triển lối chơi dựa trên con người. Tôi sẽ làm tất cả để tạo động lực cho các cầu thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ. Ông Kim hiểu rằng dàn cầu thủ chủ chốt ở độ tuổi từ 24 đến 29, ngưỡng đỉnh cao. Việc dạy kỹ chiến thuật là không cần thiết. Nhóm cầu thủ này đã được định hình nền tảng lối chơi tại câu lạc bộ. Việc cố gắng uốn nắn thay đổi giống người tiền nhiệm là bất khả thi, thậm chí dẫn đến chống đối. Việc của ông Kim là tìm ra đấu pháp phù hợp, rồi truyền động lực để cầu thủ tin vào đấu pháp ấy rồi làm theo. Vậy với trận hòa Ấn Độ, ông Kim đang kẹt ở khâu nào? Có lẽ ngay bước đầu tiên, với con người đang có, ban huấn luyện chưa tìm được kiểu chơi phù hợp. Phòng ngự phản công rất khó với tuyến phòng ngự đã thủng lưới 13 bàn trong 6 trận đấu gần nhất. Trong tay của ông Kim không còn dàn hậu vệ vững vàng như thời của ông Park. Ngay đến cầu thủ vững chãi nhất được toàn đội bỏ phiếu làm đội trưởng như Quế Ngọc Hải cũng mắc phải sai lầm khó bao biện như đá hỏng phạt đền và phối hợp phòng ngự thì dẫn đến bàn thua. Lựa chọn đặt ván cược vào hàng thủ là quá mạo hiểm. Còn chủ động cầm bóng và tấn công thì sao? Huấn luyện viên Kim cũng rất thiếu tiền vệ, tiền đạo giỏi. 5 trận đã qua, ông Kim đã thử nghiệm hết, từ lão tướng đến cầu thủ trẻ, từ cựu binh đến tân binh, từ tấn công đến đánh trung lộ, tất cả đều kém hiệu quả. Hai bàn thắng gần nhất vào lưới Thái Lan và Ấn Độ đều đến từ chớp thời cơ hoặc may mắn. Không có định hình cụ thể nào của đội tuyển xuất hiện. Bởi ông Kim Sang-sik đang đánh cờ mù với những ý tưởng có thể chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc là một tập thể nửa vời. Phần lớn cầu thủ giỏi và có kinh nghiệm đã hết động lực hoặc sức lực để theo kịp cái mới. Các tài năng trẻ có phát vọng nhưng lại thiếu đi trình độ và bản lĩnh. Đây là không phải giai đoạn thoái trào mà là bóng đá Việt Nam chỉ đang trở lại đúng chỗ đứng. Sau 5 năm thành công ngoài mong đợi cùng ông Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam thiếu nhân tài bởi hệ thống đào tạo trẻ yếu ớt. Chỉ có khoảng 5 trung tâm đào tạo ở Việt Nam thực sự nghiêm túc mài giũa ngọc thô. Quá ít so với hàng chục và hàng trăm lò trẻ ở những nền bóng đá phát triển. Có những câu lạc bộ mang danh là đội mạnh nhưng lại phát triển nhờ lấy ngôi sao ở đội khác mà không tự đào tạo được người tài cho mình. Có những trung tâm mang nhãn hiệu quốc tế nhưng đào tạo xong mà chẳng có đầu ra. Nhân tài đã ít, cơ chế chuyển nhượng dị dạng của bóng đá Việt Nam lại càng dễ hủy hoại đi cầu thủ giỏi. Các đội bóng ràng buộc tài năng bằng những bản hợp đồng kéo dài đến năm 27 và 28 tuổi. Chuyển nhượng không phải mua bên trả tiền bên bán mà tiền chảy thẳng vào túi các cầu thủ. Hay số lượng câu lạc bộ thuộc hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam chỉ là 26, trong đó đáp ứng tiêu chuẩn chuyên nghiệp thực sự chưa đến một nửa. Có quá nhiều thứ quái gở tồn tại ở nền bóng đá mà một vài dòng chẳng thể hiện hết. Nhưng tựu chung lại khi bóng đá không vận hành theo quy luật thị trường, kiếm tiền để nuôi chính mình mà trở thành công cụ phục vụ những mục đích khác, sự suy vong của đội tuyển là điều khó tránh khỏi. Ván cờ mù của ông Kim vì thế không dễ tìm được cái kết có hậu. Nguyễn Văn Quyết giải thích lý do chia tay đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu với đội tuyển Ấn Độ, Nguyễn Văn Quyết bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ 33 tuổi này cho biết thể trạng của anh không còn tốt để thi đấu liên tục. Tối qua, đội tuyển Việt Nam bị đội tuyển Ấn Độ cầm hòa 1-1 trên sân vận động Thiên Trường. Bùi Vĩ Hào là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở hiệp 1, nhưng sai lầm của Quế Ngọc Hải khiến cho Nguyễn Philip phải vào lưới nhặt bóng ngay từ đầu hiệp 2. Cuối trận, ông Kim Sang-sik tung ra một loạt thay đổi trên hàng công và đưa lão tướng Nguyễn Văn Quyết vào sân. Trong ngày tái xuất đội tuyển, Văn Quyết để lại dấu ấn đậm nét. Chỉ trong hơn có 20 phút trên sân thôi, tiền vệ này tạo ra hai cơ hội ngon ăn cho Quang Hải và có một pha dứt điểm nguy hiểm. Màn trình diễn của Nguyễn Văn Quyết giúp người hâm mộ phấn khích cho dù đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng. Trong bối cảnh đó, tiền vệ 33 tuổi này đột ngột thông báo giã từ sự nghiệp quốc tế ngay sau trận đấu khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng. Nhiều người kỳ vọng Văn Quyết sẽ trở thành quân bài tẩy của ông Kim Sang-sik tại Asian Cup 2024 sắp tới và cảm thấy hụt hẫng. Trả lời truyền thông, Nguyễn Văn Quyết cho biết anh đã thông báo ý định chia tay đội tuyển với ông Kim Sang-sik từ trước trận đấu. Tiền vệ này cũng giải thích lý do anh quyết định dừng lại ở thời điểm này. Tôi muốn tham dự thêm các giải đấu lớn cùng đội tuyển Việt Nam, nhưng thể trạng tôi bây giờ không còn được như trước nữa. Tôi không đáp ứng được. Tôi mong đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt trong tương lai, các cầu thủ trẻ sẽ sớm hòa nhập. Tôi vốn nghĩ mình không còn cơ hội để khoác áo đội tuyển Việt Nam và rất bất ngờ khi được gọi. Thật tuyệt khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của các khán giả cuồng nhiệt. Tôi muốn thi đấu thêm, nhưng đã đến lúc các cầu thủ trẻ cần phải được trao cơ hội. Và cuối cùng, Văn Quyết khẳng định anh luôn ủng hộ đội tuyển và các tuyển thủ,
với bất cứ cương vị nào. Trong vòng 13 năm từ ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết thi đấu tổng cộng 60 trận, ghi được 16 bàn.